Xin chào tất cả anh em nhé. Đấy, hôm nay mình lại có mặt ở tại cái siêu phẩm này rồi. Đấy. Đó, anh Phương chào anh em, anh Phương nhỉ? Đừng mất mặt. Chào anh em nhá. Anh đây là anh Phương Pháp Sư mọi người nhá. Hôm nay được ngày mát rồi mưa gió thì lại lôi em nó ra lọc. Đấy thì cái mọi người nhé, thì đây là cái này thì gọi là tác phẩm, cứ gọi là tác phẩm đi. Thì cái tác phẩm này cũng có tên rồi mọi người nhé. Tác phẩm này thì mình cũng có quay vài lần rồi. Thì như lời hứa hẹn là mình bảo hôm nay anh Phương anh tỉa cái cây này là phải điện em ra để em làm một chút phóng sự. Thì hôm nay trời mưa bão là cũng phải lấy xe phiêu ngục đi đấy. Chả biết tí và bên kia là anh có để cho cây nào lọc lá thì không. Nói chuyện vui một chút thôi mọi người nhé. Thì cái tác phẩm này thì đang được anh Phương và anh Tuấn hoàn thiện rồi. Tác phẩm anh Tuấn đặt tên là Ngũ Lão Giáng Đình anh nhỉ? Đấy. Đây so với người mọi người nhé. Đây so với người này mình đứng này, thẳng tay này. Đây ngang tán này chắc khoảng tầm 1m7 đấy. 1m6, 1m7 mét bảy anh nhỉ, cái bẻ này mét sáu, mét bảy mét tám. Hôm nay là anh vừa xuống dăm cây này. Ô thế cây bên kia anh xuống dăm rồi nhỉ? Xuống rồi. Cây xuân thu mà là cây máy không ngày xưa các bác nhé. Tí nữa thì xong một chiều thì quay bên đây xong một số cái tác phẩm bên này thì Yên Ma Sai sẽ sang quay bên đấy cho mọi người xem. Quá phê luôn. Cái này tỉa tí nữa có xong rồi. Tí nữa xong rồi. À nhưng mà anh ấy chứ còn những cái này để nguyên mà đúng không? Những cái lá này non vẫn để nguyên thế đúng không? Không tốt lắm đúng không? Chỉnh sửa điển hình mà. Còn cái gì nó nuôi nó được rồi mình lại chuyển sang. Đấy mọi người nhé, tác phẩm rất là khủng. Bây giờ là hạ ngọn. Bây giờ thì mình sẽ nhờ anh Tấn quay mình đứng mình xem. Lâu lắm thì mình cũng không được lên lên hình rồi. Có khi anh em quên hết mặt. Bây giờ là anh cắt rồi. Ừ. Có giữ không? Giữ được. Ok. Giờ cắt nhầm hay lại lôi lại hai lần nữa. Để đem lên giữ nó. Không được. Cánh cái cắm này lại làm một triệu. Đấy đem về Bắc Ninh. Lăng đem về cho anh Thái ở trên đấy anh dâm xì rồi anh nhân xì anh dâm như dâm uống nhân bản đấy. Anh dâm mấy luống này luôn, anh dâm cắm dày bịch luôn. Nhân xong sau bán cho anh em đấu ghép hoàn thiện rồi. Nhưng mà bộ dâm tít mít thì sang năm sau. Năm sau là chơi cây. Thì từ giờ đến cuối năm là con này đã vào xong khung hết. À. Chỉ kể đợi dày lắm lên đấy. Không, năm sau 100% triển lại. Phôi thì vẫn đi được nhưng mình không hoàn thiện mịn hẳn. Hoàn thiện mịn. À cái đấy là anh Phương ý nữa, con làm cái bông ngọn lên nữa đâu. Đây này rồi. Nhưng ý là anh phải làm thêm cái lỗ ở bên kia đúng không? Đây nó cắt đi nó xi mầm lên thì lấy thêm vào đâu, đây khung của nó đã đây rồi. Toàn bộ là xong hết. Chỉ có đi ra nhôm. Đây anh cắt dư lên mà. Tí nữa là cắt hết đi vào này bông ấy. Con này sau khủng lắm anh nhỉ. Bẻ bãi đẹp. Rồi năm sau là triển lãm. Cây này mà xong hết tâm mà bông biết anh là... làm xong hết rồi đấy chứ chỉ cần chờ dày lên thôi. Bắt đầu dày mà tuốt hết lá nhìn phê lắm. Cái quan trọng là phương pháp nuôi. Chứ có nhiều người thì đợt này em nhìn thấy nó đúng là không được cái bông ấy. Nhờ đợt anh nhỉ, đợt này em thấy lão anh cả đợt lọ nhỉ. Đợt mà mới anh mới xịt cái rêu đi, cọ rêu ấy nhỉ. Anh em mình nhanh tay bê được cây này về. Thành công 100% đồ này quý hiếm lắm. Nhìn bộ bẽ đã khiếp. Anh Tấn kết minh cho nó quen đi. Số lặng đây. 1, 2. Ui lặng lắm anh. Không nên được. Thế là nó không bị lắc. Bây giờ là Yên Bonsai cầm máy để quay chi tiết cho mọi người xem nhé.
Con này là nguyên gốc là cây của cháu cụ Đỗ Mười ở Đông Mỹ. 7 năm trước anh nuôi lại anh thu. Ngày xưa chậu to lắm. Không, nguyên bản này. Cây nguyên bản của nó đấy. Chiếc mồi đá to hơn cái chậu. Đây anh đục đá. Và nó rộng to rộng. Trước là hết cây này nối ngày xưa của nó chắc phóng cao cành kiểu như bay bay. Phóng cao. Cây cổ mà. Cái này các vết cắt ngọn lên tập đấy, những cái thân này ngọn dài hết. Chậu nó đến 3 mét, em hơn 3 mét, 6 năm, 7 năm. Đấy mọi người ạ, anh Tuấn Anh mua cái cây cổ về trên đá, anh bỏ đá ra mọi người nhé. Bây giờ cây này là anh làm bây giờ được 7 năm rồi. Cây này thì nó có tích ở đây là của Thiệp, cháu của Đỗ Mười đấy. Cụ Thiệp ngay gần đây này. Hôm nay cụ hơn 80 rồi. Cụ cũng chơi lâu rồi nhưng mà lúc cụ có già yếu thì cũng hay sang đây nước thì cũng nhường cho anh chơi. Không phải chơi cụ bắn. Lọc mỗi người duyên người mua cây ấy. Nhiều lúc có tiền mang cây à mang tiền thì cũng không mua được đâu. Mai gặp cái người nào người ta hợp vu cái là giá cây này hơn sau nó đẹp lắm. To như này mà chậu nó là 1 mét mét 2, 1m6. Ở đây khuôn giống đồng lan cái bằng của anh. Đây là sơn giả đá. Đá. Nó mài đi sơn giả đá. Đấy, bây giờ thì em bonsai sẽ quay cho mọi người xem chi tiết cái này một chút nhé, xong rồi đến tầm buổi chiều là anh Phương anh tỉa xong thì mình sẽ quay chi tiết hơn cho mọi người xem. Bây giờ những cái lá này chưa cắt anh chỉ thu lại những bông răm rồi bắt đầu để đóng răm chơi thôi. Đây là bây giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người nhé. Hôm nay còn phải làm nốt cái bông này này khỏe. Đấy, thưa quý vị các bạn nhé, đây mình sẽ quay cho mọi người xem sát và bẻ gốc. Thì thực ra là nhiều lúc như kể cả như mình giao cây cho anh em ấy, vừa rồi anh em nhận được cây mà ui giời ưng quá, ở ngoài đẹp hơn ở trong kia nhiều, nhìn ảnh đã đẹp rồi nhưng ngoài còn đẹp hơn ấy. Nhưng cây to này phải nhìn bên ngoài đấy, phải mắt thấy tay sờ mọi người nhé. Đây đây mọi người sướng quá. Còn tạm thời là chưa nói cái giá cả ở đây thì tất nhiên là anh em mình xem được cái video Yên Bonsai chia sẻ thì vườn của anh Tuấn cũng là một cái vườn cây rất nổi tiếng rồi. Anh em ưu ái hoặc anh em thích tác phẩm nào thì có thể đến trực tiếp vườn của anh Tuấn tham quan. Cũng nói luôn là anh Tuấn là một người anh ấy sống rất dân dã mọi người nhé, rất tình cảm. Còn đổ lại thêm được cái là anh Phương anh là người rất là vui tính. Đấy. Trong mặt anh nghiêm này thôi nhưng mà anh vui tính phết đấy các bạn ạ. Cứ dọa thằng em xóa số sợ sợ là đấy. Như phải nói là cái cốt như này mà cũng hiếm anh nhỉ. Hiếm. Một cái năm thân mà năm thân to đổ sổ như này liền lạc này hiếm. Cái cổ ngày xưa mọi người nhé. Cây thực sự ra là như anh chia sẻ rồi đấy, nhiều lúc là có tiền không mua những cây này đâu, tức là cụ sang đây chơi là về sau mãi cụ quý, cụ già rồi, năm nay ngoài 80 thì cụ nhượng lại cho anh Tuấn để làm. Anh Tuấn về thu lại năm nay là 75 rồi. Thế năm nay cụ phải 90 anh nhỉ? Năm nay cụ mới là hơn 80 chứ. Đã. Lúc cụ 7 mấy là cụ mệt mỏi rồi. Quá chuẩn luôn. Đấy, địa chỉ vườn của anh Tuấn ở Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội anh nhỉ? Cái số điện thoại thì vào Google cứ đánh bonsai Tuấn Phương lên là đường có chỗ linh sở anh nhỉ. Ừ. Anh em đến xem anh em cứ ấn nhà vườn Google bonsai Tuấn Phương là nó ra mọi người nhé. Đấy, anh em đi theo định vị. Đấy, ngoài ra cái tác phẩm này, cái này hôm qua mới tỉa xong cho anh nhỉ. Đây cũng là một tác phẩm năm thân đây. Đấy, anh Tuấn đứng cạnh này. Đấy, so với người đây mọi người ạ. Đấy. So với người đứng cạnh thì mọi người có thể so sánh nó dễ hơn. Nhưng mà thực ra là anh em xem trên video nhiều đó, nhưng mà anh em 85m25. Anh em mình vẫn phải xem ở ngoài thì mới nhìn kỹ được những cái cốt này.
đổ sộ như nào. Con hoành ở đây không? Hoành bay đẹp. Nhưng nó có cái nét nét riêng biệt này nhỉ. Con này thì giữ. Con này nó có cái tay dẻo nhỉ. Đây là thân. Ừ thế nó là thân nó dẻo. Tử. Một con trực, con hoành rất đẹp. Thế bây giờ là thành trực hoành có ba tử anh nhỉ. Ừ. Cây long thân mà. Đây con này anh vào khung rồi. À, giờ này sang năm sau là cũng triển lãm đấy. Con này đi vào xong hết rồi. Qua em thấy còn ở trên Long Biên có cái phôi triển lãm nó xong rồi mới được lên cổ ngọn mới giật đấy. Nhìn cứ đồ đẹp phôi hàng lét là cho đi hết anh nhỉ. Cái này đủ bông hết rồi, chỉ chờ tóe bông mà lâu nhất vẫn là cái bông đỡ ngọn này thôi. Thì bông đỡ ngọn đây này thôi xong. Đấy. Còn tất cả xong hết. Bông đỡ ngọn là chưa thu. Cho to to lên tí bắt đầu thu. Rất là phê mọi người nha. Thì còn cái tác phẩm Xuân Thu là cái tác phẩm máy khâu ngày xưa ấy, tỉa xong rồi bên vườn bên kia. Thì tí nữa mình sẽ quay buổi chiều sang đấy tỉa lại, tỉa xong rồi anh nhỉ. Tỉa xong rồi. Thì tí nữa mình sẽ chia sẻ riêng cho mọi người nhé. Nhìn cái tác phẩm này nó phê lắm mọi người. Đấy. Đấy mọi người. Hàng khủng như thế này mà làm được kỹ bông rằm lâu lắm, nhưng mà anh Tuấn với anh Phương làm cây rất là kỹ mọi người nhá. Làm kỹ chi tiết, cái là lỗi là các bác mới bỏ ngay, không tiếc tay một tí nào cả thì mới có được những cái tác phẩm như ưng ý. Nó gọi gần như là như tranh vẽ luôn. Ôi, giờ một tài khoản nó teng teng cho 50 cái là cũng phấn khởi, đi thêm từ tối về. Kiểu gì chả phải có cây tôi đắt đắt để mua. Cứ phải nặng nề vì tiền đấy nhỉ. Nặng lắm anh ạ, giờ đầu loạn hết lên chỉ nghĩ. Phù du thôi. Mẹ đằng cu nó mới là tất cả. Anh xả. Ồ anh lại nói thế lại nhớ anh Thủy nào này đâu nhỉ. Nói câu hay đó. Đấy mọi người nhá. Ôi, anh mà nghe anh Phương nói chuyện một lúc thì có mà còn phải suy nghĩ kiểu như Hoàn nói xong mà ông nói cái gì cũng hiểu kiểu gì. Đấy, vui nữa là chỗ đấy mọi người ạ. Như yên bonsai xài thế thôi, là một người trông mặt thế này thôi nhưng mà vui tính lắm. Anh em nào gặp lần đầu cũng bảo là ôi sảng khoái. Qua sang lấy 7 cây ông anh mà anh chưa ai thấy một cây mà tính kiểu như của chú, và em thì dễ lắm. Đấy, tí nữa buổi chiều là cái kiết tí nữa cắt tay này chứ anh nhỉ? Hay cái này vẫn nuôi? Cái này vẫn nuôi chứ nhỉ? Ở cái đấy anh nuôi thêm. À, anh vẫn sửa lại những cái đầu những cái bông được rồi, nó răm nó sổ ấy. Đấy mọi người nha. Tí nữa là sửa lại. Cái này là vẫn hơi nhỏ một chút, nuôi là để cho nó căng thêm tí nữa. Thực ra là ra đây thì gặp anh Tuấn với cả anh Phương thì cái tư duy bonsai của mình cũng gọi là thay đổi được một chút. Đấy. Mình cũng là người rất là mê cây. Có nghĩa là hình dung được rồi nhưng có thể là chưa nhìn làm thực tế bao giờ không làm được, nhưng mà có thể là tư duy được rồi, nhìn người anh em làm rồi thì mình có thể là làm theo được. Đấy. Anh ấy làm 10 phần thì mình cố gắng lấy một phần thôi. Lại cười. Đây, tí nữa là anh Phương anh sửa xong thì bonsai sẽ quay cho mọi người nhé. Anh đang sửa định hình lại cái tay tán cho nó nét ạ. À.